Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cuốn video hôm nay, hiện tại Thanh Phú đang có mặt ở vườn cây bonsai của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định. Thì vẫn tiếp tục cuốn video chia sẻ và giao lưu bonsai. Thì hôm nay em Cảnh cũng có chuẩn bị một số tác phẩm bonsai để chia sẻ cũng như gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem, cùng ngắm, thưởng lãm và giao lưu nhà vườn. Đấy, thì trước một không gian khu vườn của em Cảnh cũng khá là rộng, rất nhiều tác phẩm bonsai từ hàng bưng bê đến hàng xe kích lớn, và có những tác phẩm quý, tác phẩm đẹp. Rồi, để tiến hành, Thanh Phú bước vào bên trong, gặp gỡ em Cảnh. Một không gian cũng khá là đẹp mắt không quý vị. Chào em. Ồ, mến chào anh Thanh Phú. Mến chào toàn thể quý anh chị em mình đang theo dõi kênh của anh Thanh Phú. Kính chúc cho tất cả quý anh chị em mình một ngày mới luôn nhiều sức khỏe và luôn nhiệt huyết với tình yêu bonsai. Thì đặc biệt trong tuần này anh Thanh Phú có về cũng chia sẻ đến tất cả quý anh chị em mình những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà. Thì tuần này cũng rất nhiều tác phẩm đẹp và những cái tác phẩm phải gọi được nhà vườn trêu chuốt cũng khá là kỳ quý anh chị em. Và những cái tác phẩm phải nói hàng bưng bê cũng như hàng xây kích lớn cũng rất là xịn, rất là đẹp, muốn gửi gắm đến tất cả quý anh chị em mình. Cũng hy vọng rằng tất cả quý anh chị em mình sẽ đón xem hết cuốn video này để quý anh chị em mình xem chi tiết từng tác phẩm để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một trong những tác phẩm ưng ý mang về trưng bày cho ngôi vườn cũng như ngôi nhà của mình ngày càng sinh động và ngày càng nhiều tác phẩm đưa vào cái bộ sưu tập của mình ngày càng đẹp hơn. Và giờ mời anh Thanh Phú vào bên trong để nhà vườn được phép chia sẻ chi tiết những tác phẩm bonsai của tuần này ạ. Rồi, mời em. Tác phẩm đầu tiên của cuốn video ngày hôm nay là một cái tác phẩm mà nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình, là một tác phẩm phải nói cực kỳ quý nha quý anh chị em. Một cái tác phẩm tùng Đại Loan. Một tác phẩm tùng Đại Loan. Đây là gọi là cây một cây tùng Đại Loan phải nói cực kỳ chất nha quý anh chị em nha. Đặc biệt là trước màn hình quý anh chị em mình đã thấy cái độ gọi là cái độ khủng của cây này. Và đúng rồi, là rất là khủng cây. Nó cây này nó có cái bộ phải nói bộ chân bề quý anh chị em cực kỳ đẹp luôn. Bộ chân bề phải nói rất gấu, đặc biệt là cái đường thân phải nói rất mềm nha quý anh chị em nha. Để có những cái cây tùng như thế này thì phải nói là một trong những cái khó, vì thứ nhất là cái độ đầm lùn, cây rất là lùn, và cái thứ hai là cái độ vót. Bộ đế thì anh em mình nhìn là có thể cảm nhận qua ống kính đế trại. Dạ, bốn mạch luôn, đế rất tự nhiên. Mạch bên này cũng cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các cái chân đế đều là bấm móng rồng xuống hết cho quý anh chị em nha. Tất cả các cái đầu mạch, các rễ, anh chị mình nhìn nó rất là phê luôn. Nhờ anh Phú đi quay qua đèn xeo đây một vòng nữa. Coi nó gọi là gần như là bốn mạch đều rất là xịn luôn. Kín cả chậu rồi. Dạ. Mặt sau này cũng quá đẹp. Dạ, mặt sau này thì cái bộ bề mặt sau này quá dữ luôn. Toàn bộ các cái mạch, các rễ là nó gần như là mịn tít hết rồi. Các cái đầu chân rễ là toàn bộ này, anh Phú ha. Trước còn sau đều đó, đẹp quá vậy. Đó, anh thấy chưa? Nó bấm cửa gà xuống hết này, bấm người ta gọi bấm móng rồng á. Đúng rồi. Thấy không? Nó rất tự nhiên mà không phải là theo cái lối sắp xếp đâu nha. Đó. Thì nó phở xuống này. Đặc chạy biệt, không? Dạ, chạy bốn bên. Cốt này nó rất là vót, các hai mày cắt liền hết rồi. Đúng rồi. Nó vót. Nó vót từ dưới nó vót lên. Đó. Anh em mình có thể cảm nhận cái bộ cốt cành này. Cái tay hoành này, tay phóng anh em mình đối chứng với cái tay mình. Đó. Đấy. Anh em mình ha. Rất to. Độ nhào phát nha. Phóng đi. Nhìn cái tay hoành okay. Đã hấp dẫn rồi. Coi được bác phải nói cực kỳ bài bản nha quý anh chị em nha. Không ăn gian, không mượn tạm. Coi gần như là cây này bây giờ vào chế độ gọi là 80% rồi quý anh chị em.
Cái này có thể anh em mình về xả dây được rồi. Mình chỉ kề một cái số dâm ở phía ngoài thôi. Tất cả cái khung này là gần như đứng hết rồi. Anh em mình có thể xả toàn bộ dàn dây ra được rồi. Rồi, anh em mình cùng chiêm ngắm tác phẩm cho thật là chi tiết. Em cũng xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình dễ hình dung cái tác phẩm này nó cái độ to nó như thế nào. Một chiếc chầu khá xịn. Cái này thì cái đế thì đo mô phỏng để cho anh em mình nắm bắt thôi nha quý anh chị em. Vì cái đế này nó là hết chậu rồi. Cái chậu này cũng cái chậu khá to nha quý anh chị em nha. Mình chỉ đo mô phỏng thôi. Là 2 mét đó quý anh chị em. 2 mét. Dạ, yeah, em đo mô phỏng thôi chứ còn cái này thì cũng cần nó phải ái quý anh chị em. Chủ yếu là cái đường thân này. Ngay đoạn thước 55 nha quý anh chị em nha. 55. Dạ. Yeah. Thân 55. Đó, phía ngay trên cái eo nè. 55. Nó lắc cái đoạn đó rất đẹp ha. Dạ. Yeah. Chiều cao. Chiều cao của cái là 95. 95 chiều cao. Dạ. Yeah. Tàn ngang của cây là 2m02 quý anh chị em. 2m02. 2m02. Đó là phun tán đó quý vị. Dạ. Yeah. Và đang ngự trong một chiếc chậu có cái đường kính là 1m02. Chậu kích thước chiều dài 1m02. Chiều ngang của chậu là 75. Ngang chậu 75. Dạ. Yeah. Đây là một tác phẩm phải nói cũng rất là đáng để quý anh chị em mình sưu tầm nha quý anh chị em nha. Vì tất cả các cái mặt két, đặc biệt là mặt két đầu quý anh chị em, thì nó chỉ còn khoảng bao nhiêu thôi nha quý anh chị em nha. Để mình đo cái đường kính. Cái đường kính. Cái mặt két đầu của nó chỉ còn khoảng 6cm thôi nha quý anh chị em nha. 6cm. 6cm đường kính. Đó, 6cm là đo đường thẳng 6cm. Đó là khoảng bao nhiêu rồi, mặt két đầu. Nó cây nó thì anh em mình có thể cảm nhận cái độ khủng của nó như thế này. Mà cái mặt két, cái độ vót của nó cũng như là cái độ chuyển nhịp của nó, tất cả các cái tay đòn ra là bằng cái bắp tay mình hết nha quý anh chị em nha. Tay 1, tay 2. Tay 2 là cái tay hoành là bằng cái bắp tay mình. Tay này cũng vậy quý anh chị em. Nó có chốt chân cành hết toàn bộ và được đào tạo rất là bài bản. Tất cả các cái phần bóng máy này là được lốt tàn rất là kỹ nha quý anh chị em nha, được bách tàn đá so lê với nhau. Và được móc những cái tàn gọi là những cái tàn lưng. Và nói rất nghệ thuật luôn. Đây là một cái tác phẩm phải nói cực kỳ xứng đáng để quý anh chị mình sưu tầm. Thì để làm ra một cái cây tùng như thế này thì anh em mình biết là thứ nhất là thời gian thì khỏi nói rồi quý anh chị em. Để nuôi một cái cốt như thế này thì rất là lâu năm. Đó, rất già. Và đặc biệt là các cái tay cành mà được làm như thế này thì anh em mình biết là thời gian thì có thể cảm nhận. Anh em nào chơi tùng thì có thể cảm nhận một cái cây tùng như thế này làm nó mất thời gian và công phu như thế nào. Quý anh chị em nào mà thật sự yêu thích cũng như thiện chí với cái tác phẩm này thì quý anh chị em mình cũng nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để quý anh chị em mình đưa cái tác phẩm này mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình. Thì vườn mình thì bây giờ những cái tác phẩm này cũng không còn nhiều quý anh chị em, còn được một vài cây thôi chứ cũng không còn được nhiều những cái tác phẩm như thế này nữa. Thì những cái tác phẩm này mà để mà xây dựng cũng như là chỉnh chu nó cho nó vào cái một cái hệ chơi như thế này mà sạch như thế này và bài bản như thế này thì nó cần thời gian lắm. Nhà vườn mình thì cũng xin thông báo đến tất cả quý anh chị em mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em nào yêu những cái tác phẩm của vườn nhà đến tất cả quý anh chị em trên cả nước. Anh chị em nào thích cái tác phẩm nào thì cứ liên hệ cho nhà vườn qua số điện thoại có ghi trên màn hình và đó cũng là số Zalo của nhà vườn nha quý anh chị em nha. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một tác phẩm dương. Đây là một cái cây gọi là một cây dương, ở địa phương em gọi là dương, còn anh em ở ngoài cánh ngoài thì gọi cây này là cây phi lao. Một tác phẩm phi lao. Dạ. Cái này là một cái dòng cây cũng rất đặc trưng của địa phương quý anh chị em. Dòng này là đặc trưng của Phù Mỹ luôn á. Dòng này nằm dọc ven biển. Đây là một cái trong những cái nơi mà có cái đồng dương rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì nó cũng hết rồi quý anh chị em, khai thác cũng hết rồi. Xài lớn, xài to. Dạ.
mà anh em mình biết là nó là dòng cây lá kim. Dòng cây lá kim mà để làm ra một cái cây như thế này nha quý anh chị em nha. Anh em mình có thể thấy cái bộ xương dâm như là bộ bông tán mà được làm tới cái thời điểm hiện tại này thì anh em mình nhìn có thể cảm nhận là nó lâu như thế nào nha. Rất cây rất là sành. Đặc biệt là cái bộ khung dâm này, bộ bông tán cái bộ dâm này anh em mình nhìn già lên da me luôn nha. Cây thì vừa được cân chỉnh bóng tán lại, vừa cắt lại rất đẹp, bộ rất tán là mịn. Anh em mình biết một cái cây lá kim mà để làm cho tới thời điểm hiện tại mà xẻ dai xẻ kiếm mà nó đưng cành như thế này nha, thì phải nói rất là kỳ công nha quý anh chị em nha. Đặc biệt toàn bộ những cái chốt tay anh em mình thấy này đó, mình bật một cái bông mình bật âm dương một bông trên một bông dưới làm rất rõ nha. Lốt tán rất kỹ và đặc biệt là chủ này, đặc biệt là qua phút mình biết rất là bài bản, không có anh gian bất cứ một cái cành nào từ phía dưới mà sọt lên để mà gọi là nào ốp phúc cho nó kín đâu nha. Bác rất bài bản luôn, đẹp quá, rất chi tiết. Dạ, yeah, làm kỹ, làm gọi là chuẩn đồ chơi luôn, không phải bàn cãi gì về cái tay cành nữa rồi. Cây thì anh em mình có thể cảm nhận qua màn hình thì anh em mình có thể thấy ra là cây là cái độ xanh của cây này, nhìn ở ngoài nó mới phê quý anh chị em. Dương thì cũng nó cũng khá đơn giản thôi nha quý anh chị em. Nhiều anh em nói khó chơi nhưng mà thực chất dương nó rất là dễ. Cái cây phi lao này nó rất là đơn giản. Thứ nhất là không gian quý anh chị em mình để là cần phải đảm bảo cái độ nắng, thì cây phi lao này rất là thích nắng và ưa nắng. Nắng nhưng mà nước là không thể thiếu quý anh chị em nha. Nó cứ cho ngập nước. Riêng cái thằng phi lao này là anh em mình tưới là phải ngập nước, nắng và nước thật là nhiều, cần thiết. Nếu mà anh em mình không có thời gian mà để tưới thì anh em mình có thể đặt ở dưới một cái khay này nha quý anh chị em nha, để nó hút nước lên. Vì cây này mà nó chỉ cần thiếu nước thôi là nó bỏ tay bỏ cành liền nha quý anh chị em nha. Thiếu nước và đặc biệt là ở những cái nơi rập mà thiếu ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng nữa quý anh chị em, là nó sẽ bị lao tay thôi. Còn tất cả cái bông tán này anh em mình có thể thấy là anh em khi làm là đã tính toán hết hướng nắng mà để cho nó đón nắng cho nó đầy đủ hết rồi. Nên là cây là anh em mình không có phải suy nghĩ tới việc mà nó những cái tay cành nó đón thiếu nắng đâu nha. Anh em mình chơi mấy cái này để ý chính là đủ nắng đủ rồi. Nước là em xin phép đo hành đế của cây. Hành đế là 77 nha quý anh chị em nha. 77 hành đế. Thân này thì 28 quý anh chị em. 28 thành thân là 28. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 56 quý anh chị em. Cao 56 từ mặt chậu. Tàn đổ mình đo đường thẳng nha quý anh chị em nha. Đo từ từ đỉnh xuống luôn đi. Từ đỉnh xuống là 1m60 quý anh chị em. 1m60. Đo dòng cung này nó khoảng 2m mấy nha quý anh chị em nha. Mình đo thẳng. Nếu mà cái tàn đổ mà đo theo cái chiều ôm quạt là nó là 2m mấy á. Đúng rồi, hơn 2m. Dạ. Nó đang nằm ở trong một chiếc chậu quạt Trung Quốc đắp tay. Có cái đường kính là 80 nha quý anh chị em. Kích thước chậu 80, chậu quạt. Và chiều ngang của chậu là 39. 39 chiều ngang. Dạ. Cây đang nằm trong một chiếc chậu xịn. Chậu 80 khá là lớn quý vị. Thì cây này thì cái nguồn đổ anh em mình thấy cái nguồn đổ của nó rất là nhịp nhàng và nó chuẩn form, nó chuẩn cái phong cây quốc tế luôn. Đó, cây cái nguồn đổ của nó một cái đổ mà nó cái đường chạy cũng như cái nguồn đổ mà đẹp như thế này thì bây giờ nó cũng là gọi là hiếm quý anh chị em. Và đặc biệt cái cây đổ thì anh em mình biết rồi, để nuôi một cái đổ nó rất là lâu mà nuôi cho tới ngày hôm nay một cái đổ mà nó thành như thế này thì phải gấp đôi gấp ba lần mỗi cây trực anh em mình nuôi. Đó thì anh em mình yêu thích và cũng như thiện chí với cái tác phẩm này thì quý anh chị mình nhanh tay để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này về vườn của mình nha quý anh chị em nha. Vì những cái đồ này thì càng chơi nó chỉ càng quý thôi. Đó, càng nuôi thì nó càng đẹp, càng chơi nó càng quý. Thì những cái đồ này thì bây giờ anh em mình đi tìm phôi cũng là khó rồi, chứ đừng có nói là một cái cây mà nó hoàn thiện tới khoảng 80-90% như thế này. Rồi, anh em nào yêu thích cũng như thiện chí với tác phẩm này thì cũng nhanh tay để đưa cái tác phẩm này về đội của mình. Nhà vườn xin nhắc lại một lần nữa là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu những cái tác phẩm của vườn nhà trên cả nước. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó cũng là một cái tác phẩm phải nói
cũng tương đối với anh chị em. Cây này thì cũng xong khoảng 80%, vì nhà vườn đang nuôi một cái phần ngọn nữa, phần kết nữa. Đúng rồi. Xong. Cây này thì dàn tay, dàn chân, dàn cút, cán cũng như dàn bông dâm. Cũng gần như phía trên này cũng gần như là chấm hết rồi quý anh chị em. Chỉ có nuôi và để mà càng ngày nó càng đẹp thêm thôi. Đây là một cái dòng xanh của Bình Định. Đây là cây xanh lá kim đọt đỏ. Búp của nó là khi nó vừa chớm ra là nó sẽ có màu hồng, và khi nó bực cái ngọn của nó ra thì nó sẽ có cái màu đỏ nha quý anh chị em nha. Nó bắt đầu nó bánh ra nó sẽ có màu đỏ. Và hiện tại là nó đang bánh những cái búp. Quý anh chị em mình nhìn nó, nhà vườn vừa là côn tàn lọc lá khoảng đây khoảng tầm một tuần. Bây giờ nó bánh những cái búp, nó bắt đầu nó bánh ra rồi. Lá thì anh em mình thấy cái lá nó rất là nhỏ, và nó cái đọt của nó rất là nách lá nó rất là ngắn, nên là cái dâm của nó rất dày nha quý anh chị em nha. Đặc biệt là các cái phần cút tay như phần cán là gần như là tương đối hoàn thiện rồi. Anh em mình nhìn cảm nhận một cái cây huyền mà nó có cái đường chạy. Nhờ anh Phú đi vào những cái co, những cái tuốt chạy này. Đúng, cái độ gạt đề ba của nó toàn bộ là co đảo 90 độ hết. Đó. Nó gạt vô rất sâu nha. Cái cút này gạt vô rất sâu. Đây, nó gập xuống này, gập xuống đá nó chạy đi. Cái đường chạy của nó cực kỳ nghệ thuật luôn. Lắc toàn bộ không? Dạ. Anh thấy không? Cái độ chạy nó rất là sâu luôn nha. Đó. Rất sâu. Đặc biệt cái mạch xeo này tí nữa sẽ nhờ anh Phú quay cái mạch xeo này một phát. Cái đường chạy của nó, một cái cây xanh mà nó huyền, mà cái tay đòn của nó như thế này, các cái bông tán của nó được gập gờn với nhau đó. Những cái đầu, những cái mạch cách chuyển này anh em mình thấy không đó, giật một phát đây giật phát nữa này đó, bông tán được đá tảng vân với nhau hết toàn bộ, và không có trùng cung với nhau như quý anh chị em nha. Tất cả các cái cung là không trùng với nhau nha đó. Cái bộ cung là không có trùng với nhau toàn bộ. Đẹp, đặc biệt là nó đẹp, quá đặc biệt là cái mạch đế của nó cũng rất là to nha quý anh chị em nha, cực kỳ khủng luôn, một ôm của mình luôn đó. Anh em mình có thể thấy cái bộ chân bờ này, phía sau này phụ bấu xuống ha. Dạ, lùi ra phía sau anh em mình xem cái bộ bờ phía sau này rất quý luôn, đẹp quá. Dạ, cái độ trường, cái độ vành của nó này. Đó, đẹp. Nó phải nó đảo xuống rít hết. Trong này nó ôm một cái chậu miên rạng nữa, nhỏ. Có cái chậu nhỏ bên trong. Dạ, chậu này chậu cũng chậu cũ. Đây. Mặt đế này cũng kín chậu. Cái này nó gọi là hùm hùm rồi quý anh chị em. Nó còn 80% ạ. Cái cành này thì mình làm cái cành mồi, để cho nó kéo cái nu ra cho nó to ra, cho cái đoạn này nó có cái nu cho nó quý. Tại nó đang kéo cái nu nó càng lúc nó càng to rồi quý anh chị. Thì sau đó mình sẽ chặn vào sau, bỏ, cành này mình bỏ. Còn cái cây này nó chỉ còn thiếu một phần kết của cái đuôi cuối cùng này. Và cái phần này là các cái tay ngón thứ gấp là mình đã làm xong rồi nha quý anh chị nha. Bây giờ đang nuôi cho những cái dâm này. Cái bộ dâm này cho nó mập lên một chút nữa, nó to lên một chút nữa, bắt đầu mình cắt chặn vào. Đúng rồi. Và nó sẽ hoàn thiện một cái kết. Ở đây nữa là xong nha. Rồi, em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và dễ giao lưu hơn. Đây là một trong những cái dòng xanh mà nói cực kỳ quý nha quý anh chị nha. Thì dòng xanh quê mà để mà có cái dàn dâm mà nó xịn như thế này, không bao giờ lao dâm nha. Hành đế của cây này là 1m55. 1m55, hành đế. Hành thân. Hành thân cây này là 60 nha quý anh chị. 60. Dạ. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 62 quý anh chị em. 62. Dạ. Và tàn đổ mình đo đường thẳng luôn nha quý anh chị em nha. Đo thẳng. Tàn đổ là 1m75. 1m75. Dạ. Đang nằm ở trong cái thống tàu. Một cái thống Trung Quốc có cái đường kính là 58 vuông. 58 vuông. Dạ, đắp 4 mạch luôn. Hàng đắp 4 mạch và... và một lò đóng hai mạch nha quý anh chị em. Một lò đóng hai mạch. Cây xanh thì nói cực kỳ xịn sò luôn. Cây này thì nó vào gần như vào chế độ chơi rồi. Anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm xanh này thì giờ quý anh chị em mình cũng có thể nhanh tay
để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này, mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình. Coin này thì anh em mình có thể cảm nhận là coin này nó chỉ càng ngày nó chỉ càng đẹp lên thôi quý vị, vì gần như là nó cũng làm gần như cũng đã xong hết rồi. Đặc biệt nó có những cái tay đảo địa cực kỳ chắc nha quý vị nha. Những cái tay đảo địa phía sau này là co của nó, toàn bộ là co gấp khúc hết. Và đặc biệt là cái độ rơi, cái độ nhã của nó cực kỳ nghệ thuật nha. Anh chị em mình có thể cảm nhận cái không gian, cái không gian ở phía sau ngay vô cái khoảng tay của mình để này, thì nó có một cái cành rơi xuống đó, một cái tay đảo địa xuống chia ra làm hai bông, phải nói cực kỳ xịn luôn. Rồi anh chị em nào yêu thích thì cũng nhanh tay để sở hữu cái tác phẩm xanh này về đội của mình. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình, đó là một cái dòng cây phải nói rất đặc trưng của miền Trung và rất đặc trưng của anh em, đặc biệt là hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Đây cũng là một cái dòng cây mà cũng được thiên nhiên ưu ái ban tặng, một cái tác phẩm Hải Châu, được ví như Hải Châu, một viên ngọc giữa biển quý anh chị em. Vì sao người ta gọi là viên ngọc giữa biển? Vì là nó khi nó ra trái quý anh chị em, nó giống như là những cái hạt trân châu á, nó tròn tròn mà nó bé, nhìn nó rất ấn tượng, nên có cái tên cũng khá là đẹp rồi quý anh chị em. Và đây là đặc biệt là một cái dòng cây lá nhỏ quý anh chị em, vừa rất là thích hợp để mà tạo tác cũng như làm bonsai để ngắm. Và đặc biệt là thân của nó là thân gỗ, dòng cây thì dòng cây trường thọ, nên là cũng rất được anh em ưu ái để dùng làm bonsai. Thì trước màn hình quý anh chị em đó là một cái tác phẩm Hải Châu dáng siêu, gọi là song siêu quý anh chị em. Song siêu. Dạ, dáng xiên, người ta còn gọi là dáng xiên. Nó là hai cái thân của nó cũng rất là quyện với nhau, rất to, và được đào tạo cũng rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Cây này thì gần như là cái bộ cốt cành, chân cành thì được nuôi, thì anh em mình có thể cảm nhận qua ống kính là toàn bộ là cách chuyển ít nhất phải là 4 lần. Đó, và vừa được nhà vườn gọi là công chỉnh toàn bộ lại cái dàn xương dâm như cái bộ tàn, và được xếp tàn cũng như là lốt bóng để cho nó vào phôn. Và bây giờ nó tới cái giai đoạn gần như là 90% rồi quý anh chị, chỉ có xẻ dai nữa là xong. Và xẻ dai ở đây nghĩa là mình xẻ cái dàn dâm thôi, chứ còn dàn cốt thì mình đã làm gần như là xong trước đó cũng như là rất là lâu rồi quý anh chị. Bây giờ kỳ vừa rồi là vừa cách hết cái dàn bông để mà kề lại cái phần dâm này, gần như là chế độ này gần như là đã xong. Bây giờ là chỉ có việc là nuôi, và khoảng tầm 5 tháng sau tháo toàn bộ cái dàn dây này ra nữa là ok. Nếu anh em mình nuôi nhanh thì 5 tháng, mà nếu anh em mình nuôi lâu thì khoảng tầm 8 tháng cho tới 1 năm anh em mình có thể tháo là nó đưng hết toàn bộ rồi quý anh chị. Dâm vào chế độ gọi là chơi sạch dây á, để đi chơi rồi. Đó, thì có nhiều anh em nói là sao Hải Châu nó mình chăm nó không ra trái hay là như này như kia đó, là thưa anh em là cái cây bướm nó còn ra trái nha quý anh chị em. Cái cây Hải Châu lá to nó cũng còn ra trái, chứ không phải là cây Hải Châu lá nhỏ này không có cây nào nó không ra trái đó. Nhưng mà anh em mình quan trọng là cái chế độ mình chăm sóc cái cây nó phải đủ lực quý anh chị em. Đó, nó lực nghĩa là nó lực, không phải là anh em mình nhiều lúc anh em mình thấy nó tốt nhưng mà nó tốt nhưng mà cái lá của mình nó mỏng, và cái cây của mình nó nghĩa là nó bị thiếu nắng, cái gọi là ánh sáng của anh chị em. Mình phải chăm sao cái lá nó phải, thứ nhất mình phải cảm nhận được cái độ dày, cái lá nó phải có độ dày, đó là cái lá khỏe. Cái màu thứ nhất là cái màu lá nó phải dày đó, và cái thứ hai là cây Hải Châu là nó rất là ưa nắng nước đó. Nhiều anh em mà chăm mà những cái cây mình nói không có trái, nhưng anh em mình đem vào ví dụ như khí hậu miền Nam đó, ở có thể là Sài Gòn hay là những cái vùng ở dưới miền Nam, miền Tây, Nam Bộ á, thì có trái nhưng mà ít trái nha quý anh chị em nha, nó không có nhiều giống như là đặc thù ở miền Trung. Ở các cái tỉnh miền Trung thì nó nắng nhiều thì trái nó sẽ nhiều, nó dày trái, thì nó là dòng cây rừng đó. Thì ví dụ như mình đem về ví dụ như miền Nam thì nó ít trái hơn một chút, chẳng hạn như ở đây 10 thì về miền Nam nó chỉ còn khoảng tầm 5 hoặc 4 năm thôi, nó có trái nhưng mà thưa trái. Đó là quan trọng là cái chế độ anh em mình chăm sóc. Còn nếu mà ra miền Bắc thì nó sẽ được khoảng 70% luôn nha quý anh chị em nha. Đó, nhưng mà chẳng qua là ví dụ như trái có thể là nó hơi chậm mùa hơn một chút đó, vì khí hậu của miền Bắc cũng rất là nắng khắc nghiệt, nên là nó vẫn trái bình thường, chứ không phải là nói là nó không có trái nha. Và rất nhiều anh em ngoài kia chơi thì nó vẫn ra trái, nhưng mà nó không sai giống như là miền Trung không, nhưng mà nó vẫn là 70-80%. Nhưng mà cái dòng này chưa nói tới trái, mình đã chơi cái phần dâm, phần lá cũng như dạng
cây rừng mà cái cốt cách nó cỡ này, và đặc biệt là cái bộ bông tán xương dâm nó mình chơi như thế này, cái lá nó nhỏ như thế này, mình chơi lá thì đã đủ quý anh chị em, chứ không cần là phải nói, chưa nói tới cái ưu điểm của nó là hoa và trái nữa thì nó càng tuyệt vời hơn nữa. Cái lá nó bé tí tẹo như này mình quá xứng đáng để anh em mình sưu tầm luôn đó. Rồi bây giờ thì mình đi vào cái đó là một cái chia sẻ gọi là để mà anh em mình biết, để nắm bắt, để mình chơi coi mình cho nó có hoa có trái nha quý anh chị em nha. Còn bây giờ thì mình cũng sẽ đi vào chi tiết cái tác phẩm của mình. Đây là một tác phẩm song siêu được đào tạo bài bản, đặc biệt là có những cái cành rơi. Những cái cành rơi này thì anh em mình biết nuôi cái thời gian của nó mà nó to như thế này thì anh em mình biết là nuôi cũng phải là tầm phải mất chục năm để rất có những rồi. những cái cành như thế đấy, những cái bộ chân cành như thế này mất chục năm trở lên, nó không ít nha. Rồi và cái đường thân của nó thì anh em mình biết là được phối nó cũng khá là dài. Cây này thì phải dành cho những anh em có không gian rộng lớn hoặc là cái không gian to, mình có thể mình để trước nhà mình chơi đó. Thì cây này thì nó đang nằm ở trên một cái tiểu cảnh nha quý vị em nha, được phối tiểu cảnh và được nằm trên một cái tiểu cảnh đá non bộ, nó cũng nhìn nó cũng khá là hấp dẫn. Nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung nha. Thì cây này nó mình làm đá hết rồi nên là không có đo được cái hành đế của nó, mình sẽ đo cái hành thân. Hành thân dạ, để quý anh chị mình cảm nhận được hành thân này là 30 nha quý anh chị em nha. 30 dạ. Đây là cái dòng tiểu mộc quý anh chị em, mà để mà có những cây này người ta cũng gọi là cây khủng nè. Cái thân này là 24 quý anh chị em. 24 dạ. Nó là dòng tiểu mộc nên là những cái cây như thế này cũng vừa gọi là dữ dằn nè, hàng cây đại nè. Chiều cao tính từ cái mạch đế của anh chị lên là khoảng 85. Khoảng 85 dạ. Khoảng 85, 87 gì đó, em đi đo mô phỏng. Còn bộ tàn của cây là 2m đó quý anh chị. 2m. Đang nằm ở trong của chiếc khay tiểu cảnh có đường kính là 2m15. 2m15 dạ. Và chiều ngang là 1m45. 1m45 chiều dạ. Ngang. Đây cũng là một cái tác phẩm khá sạch sẽ và cũng gọi là một trong những cái tác phẩm gọi là hàng khủng trong cái dòng cây Hải Châu nha quý anh chị em nha. Thì cây này thì cái trái của nó rất to nha quý anh chị em nha. Cái trái của nó là cái trái dài to, nó to khoảng bằng ngón tay của mình như thế này đó. Và nó cái chiều dài, cái thước trái thì nó cái hình của nó không phải là cái hình tròn giống như cái dòng kia, mà hình nó là hình dài, hình kiểu y như bầu dục vậy đó. Nó bằng ngón tay này, hình bầu dục dạ. Nó to mà nó dài gấp đôi lần cái phần cây trái tròn của mình bình thường đó. Thì anh em nào mà thật sự yêu thích cũng như thiện chí với tác phẩm này thì anh em mình cứ nhanh tay để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này, đưa về đội của mình cũng như đưa về không gian nhà của mình để trưng bày, cũng như là chúng ta có thể mang đi chơi, đi triển lãm. Cây này thì vừa côn và nó bây giờ bắt đầu nó đang bực lọc hết rồi quý anh chị, nó đang bực lọc hết rồi nên là cây này nó cũng đang rất là khỏe. Cây này có thể là anh em mình sẽ tháo dây sớm thôi, cái dàn dâm này mình tháo sớm thôi. Rồi và tiếp theo là một cái món đồ phải nói cực kỳ chắc chơi nha quý anh chị em nha. Đây là một cái tác phẩm Hải Châu nữa đây. Là một trong những cái dòng cây cũng rất đặc trưng của miền Trung. Đúng rồi, trái kín cây rồi. Đồ này là đồ gọi là đúng nghĩa là đồ chơi luôn nha quý anh chị em nha. Đẹp quá. Thì đây là một cái dòng cây rừng mà anh em mình biết là đã là cây rừng mà nó có cái độ nghệ thuật, độ nhún nhảy như thế này thì phải hàng trăm ngàn cây mới tìm ra được một cốt như thế này. Đẹp quá không? Dạ, cái thứ nhất là cái bộ khung của nó đã quá nghệ thuật rồi quý anh chị. Cái đường dặn, đường chạy của nó đảo, nó chạy. Đây là một món đồ chơi phải đúng nghĩa nha quý anh chị nha. Hàng thì một người ôm thôi, nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ nha quý anh chị nha. Đồ này thì anh em mình biết là nó là không hề gọi là không hề rẻ tiền nào nha quý anh chị nha. Nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà nó cũng là một trong những cái cây gọi là cũng khá tiền ạ. Mà đang nằm trong một cái chậu xưa nữa, một chậu lấy thiêu xưa đó. Cây thì cái độ xanh, độ già của nó, cây rừng, cây núi. Anh em mình nhìn cái dòng trái nó là dòng trái chùm đó. Trái là trái chùm mà rất là to nha, trùng búng hết này. Đẹp. Bằng ngón tay mình anh em mình đó. Cây này thì chắc là mình
quay cho anh em mình xem như thế này thôi, chứ mà xong là chắc có thể là mình sạc toàn bộ giàn trái này, sạc toàn bộ giàn trái này luôn, mình bỏ luôn quý anh chị. Anh em mình xem cái đường chạy của coi này, chạy rất ác nha. Cái đường chạy của nó có cái độ nhúng nhảy nha quý anh chị nha, độ gạch, độ nhúng nhảy đây, mạch cát trở này quý anh chị, mà nó tuôn rỡ xuống như thế này là anh em biết là thời gian nha. Còn cái này là thời gian gọi là túi chậu á. Còn cái đường chạy, cái đường rừng này, đường rừng đường núi mà anh em mình thấy cái đoạn, những cái đoạn co nhúng nhảy này, đây nó xuống nhúng lên một phát này. Đặc biệt là nó có những cái độ khó chịu như thế này thì thiên nhiên quý anh chị. Chứ còn nếu mà mình nuôi ra một cái coi như vậy, mà nếu mà để mình nuôi mình đào tạo thì chắc cũng bạc tóc không có chơi đâu quý anh chị. Cái độ xuống lên, gãy xuống gãy lên, hiếm có khó tìm, đúng nghĩa đồ chơi đẹp lắm. Dạ, yeah, nghệ thuật, nghệ thuật. Anh em mình có thể cảm nhận chi tiết nha. Cái này thì mình chắc chắn là mình kỳ này mình quay cho anh em mình ngắm xong, chắc chắn là anh em mình giao lưu. Thì nếu mà anh em mình có chơi cái coi này thì nhà vườn cũng sẽ cân chỉnh lại quý anh chị em mình. Vì coi này mình sẽ không chơi trái nha quý anh chị em, mình sẽ bấm hết toàn bộ, mình sẽ cân chỉnh lại một chút nữa, nó đi vào cái chế độ gọi là đúng nghĩa, đúng chất của nó, khai thác nó một vài cái điểm đẹp nữa. Những cái tàn này mình cũng có thể mình hất ra để nó lộ hết toàn bộ dàn cốt này. Nên là mình sẽ, nếu anh em nào mà có giao lưu, mình sẽ sạc hết cái dàn trái nè, mình sẽ cân chỉnh lại cho anh em một chút. Rồi em xin phép đo cái hành đế cái này 50 nha quý anh chị nha. 50. Dạ. Yeah. Cái hành thân của nó không nhỏ thôi quý anh chị, 12. Khoảng 12. 12 quý anh chị. Dạ. Chiều cao nó từ chậu lên tới đỉnh là 25. Cao 25. Dạ. Yeah. Và cái tàn độ của nó là, cái tàn độ của nó đo theo đường thẳng nha quý anh chị nha, là 78. 78. Yeah. Nó đang nằm trong một cái lu bèo lái thiêu xưa, có cái đường kính là 27. 27. Dạ. Chiếc lu nhỏ nhỏ thôi nha quý anh em nha. Coi này là anh em mình một người bê thôi nha, một người bê cũng tương đối nền nền tây chút. Rồi anh chị em nào mà yêu thích cái món đồ chơi này thì anh em mình cũng nhanh tay để chúng ta sở hữu cái món đồ chơi này, mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình. Và anh em nào là tín đồ của mini thì anh em mình có thể gọi là nhìn qua những cái tác phẩm như thế này, thì quan trọng là cái độ hit của anh em tới đâu thôi, cho đồ này thì không phải bàn cãi rồi nha, chất cài rất xịn. Rồi tiếp theo là một món đồ chơi nữa, hàng bưng bê luôn quý anh chị em, để gửi gắm đến tất cả quý anh chị em, đó là một cây cốc, một tác phẩm cốc nằm trong một cái con sóc ăn trái cốc. Hay quá, đèn trái quý vị. Coi thì anh em mình có thể cảm nhận cái độ nghệ thuật của coi. Nghệ thuật không chưa đủ quý anh chị em. Coi này nó còn ăn được cái độ già, độ cổ. Cái này nó là một cây cốc rừng nha quý anh chị em nha. Và được anh em khai thác về, mình bắt đầu tạo tác, đóng cốc thái vào. Coi thì nó trái nó thì dòng này trái nó xiên lắm quý anh chị, gần như nó ra đọt là ra trái, ra đọt ra trái. Anh em mình chơi thì cứ càng chơi nó càng quý. Bắt đầu mình chơi xong trái, bắt đầu mình chặn vào để nó chỉ ra, bắt đầu mình tạo tác vẫn như là một, như những cái tác phẩm bonsai khác. Thì cái cốc thì mình chơi nó lạ hơn chút, quan trọng mình cách anh em mình phân bổ nó, tàn nhánh sao cho nó phù hợp, cho nó đẹp. Coi thì anh em mình có thể cảm nhận được cái độ guộng, độ nghệ thuật. Còn da thì khỏi nói, cái đồ cài này, cái đồ già nó, đồ này cũng là đồ chắc chơi của anh chị đó. Anh em mình, anh Phú có thể đi mấy vào gần cảm nhận cái đồ già nó, qua cái đồ da của nó này đó. Nó lên nu, nó lên nu và nó lên màu đỏ này anh em mình thấy không? Đó, già kinh khiếp đó. Đây đó, phía sau đây mới thấy là cái độ quý của nó đó nha. Đó, tiền này là tiền già nha quý anh chị em nha. Tiền này, cái tiền cực kỳ xịn.
cây mà khi mà nó bắt đầu nó bắt cái ten này thì anh em mình biết là phải nói là tuổi chậu của nó thì khỏi phải bàn cãi rồi. Độ xịn ở phía sau này cũng độ xịn của nó, độ nghiệt của nó, gật gù tìm ra một loài chất chơi như thế này. Anh em bây giờ người ta vẫn làm nuôi những cái cây nuôi trồng thì nó cũng nhiều anh chị, nhưng mà để mà nó đạt tới cảnh giới như thế này thì cũng hơi lâu quá. Thì nó ra một cái bộ ten như thế này thì cần nó cái tuổi chậu nó rất là nhiều năm nha quý anh chị nha. Quý là nó quý ở những cái độ già của nó nữa. Cây nó càng già nó càng sướng, nhìn đã. Đã già rồi mà còn nghệ thuật nữa thì thôi bao phê nha quý chị em nha. Hoành đế là 62. 62. Dạ. Yeah. Cái này thì nó mình đo mô phỏng thôi để quý chị em mình dễ hình dung nha. Cái đường thân nó là một cái độ gọn tổng hợp của nhiều cái cũ lại với nhau là 50 nha quý anh chị em. 50. Dạ. Yeah. Chiều cao của cây này là 48. Cao 48. Nhưng mà thực tế cái chiều cao của nó khi mình anh em mình chơi xong mà chặn xuống là ngay đây này nha quý anh chị em nha. Và rơi vào khoảng tầm 27. Đúng rồi. Mình chấn vào đây. Nó bung ra. Sau mùa trái mình yeah. Chặn lại. Còn cái này thì chuẩn bị nó ra một cái chùm trái tiếp này. Anh em mình chờ trái nó bắt đầu nó lên khoảng tầm như cái ly rượu quý anh chị. Anh em mình có thể mang vào phòng khách anh em mình chơi. Kích thước chậu là 32 nha quý anh chị em. Chậu 32. Dạ, chậu tròn 32. Hàng men rạng xịn 2 mộc. Mộc lò đây nha. Đóng 2 mộc lò phía sau. Đó. Anh chị em nào yêu thích tác phẩm cốc này thì anh em mình cũng có thể nhanh tay. Thì cây này thì nó có thể anh em mình chơi có thể chọn cho nó nguyên một cái bộ côm lê luôn nha quý anh chị em. Anh em mình chơi chậu đôn luôn. Đó. Thì nó đôn chậu nó đều hai mọc hết. Đôn chậu miên rạng. Những cái đồ này thì anh em mình nên chơi cái côm lê như thế này nó sẽ rất là đẹp. Nó có cái đôn tròn nữa. Anh em mình thích chơi đôn cột cờ nè, vuông này thì chơi, mà không thích anh em mình có thể chơi cái đôn thấp hơn, đôn tròn. Rồi anh em nào yêu thích cũng như thiện chí với tác phẩm này thì anh em mình cũng nhanh tay nha quý anh chị em, để chúng ta sở hữu tác phẩm này mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình. Nhà vườn thì có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước ạ. Rồi và tiếp theo là một cái món đồ chơi bé bé mà cũng dòng này thì cũng ít gặp lắm quý anh chị em. Đây là một cái cây seri. Dạ, dòng này thì anh em mình yên tâm là dòng này là nó xiên hoa xiên trái lắm. Vì mấy cái đồ này thì nó nhỏ, nó có hoa có trái hết nha quý anh chị em nha. Cây này có hoa có đồ rồi bài bản hết rồi. Anh em mình yên tâm. Một cái cây cũng bé bé con rất nghệ thuật. Cái đường thân của nó chạy đẹp rất là nghiệt, rất là mềm. Hàng bàn trà chơi vui thôi quý anh chị. Giá thành nó cũng vừa phải để anh em mình sưu tầm. Cốc. Đồ chắc chơi nha. Đồ này nhỏ nhưng mà đồ chắc chơi á. Rất khéo luôn. Mấy đồ này chơi không bao giờ bị chán mắt quý anh chị. Hàng bàn trà nó ra trái rồi ấy. Anh em mình bưng vào chơi vài ngày bưng ra. Cây thì đang ngự trong một cái chiếc chậu tứ xuyên. Một cái chậu đắp tay hàng tứ xuyên cũng rất là xịn nha. Mình thì bên mình thì cây và chậu thì nó gần như là rất là ăn nhập nha quý anh chị em nha. Mình đã tuyển cho những cái tác phẩm của mình những cái chiếc chậu rất là phù hợp rồi. Anh em mình chỉ việc là chơi thôi. Cây nào chưa đủ lắm thì anh em mình nuôi thêm chút nữa. Cây này có cái hành đế là 50 nha quý anh chị em nha. 50. Dạ. Hành thân của nó bé thôi. Hành thân của nó là 12 nha. Khoảng 12. Dạ. Cây này nó có những cái rễ rất khôn nha. Rồi. Vách bách chừng nó nhìn nó rất là khôn coi. Chiều cao là 35. Cao 35. Dạ. Tàn ngang là 50. Tàn 50.
đang nằm ở trong một chiếc chậu tứ xuyên, có cái đường kính là 26. Chậu 26. Dạ. Yeah. Chiếc chậu này không đã rất xịn này nha quý anh chị em nha. Đồ vô cùng là chắc chơi luôn. Rồi, anh em nào yêu thích tác phẩm này thì nhanh tay chúng ta sở hữu cái tác phẩm này mang về vườn của mình. Như sưu tầm vào cái bộ sưu tập hàng bưng bê của mình nha quý anh chị em nha. Rồi, tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em đó là một tác phẩm me nữa nha quý anh chị em. Tác phẩm me. Một cái cũng là một cái món đồ chơi nữa. Cây này thì vừa được mình dàn cái dàn tàn lại. Vì nó cũng lâu ngày rồi, nó cũng có một vài cành nó bật ra. Rồi sẵn mình kề lại và mình làm lại cho cái pho kết nó đẹp hơn quý anh chị em. Cây già lắm quý anh chị em ạ. Cây rất già luôn. Cái đồ nghệ thuật nó gần như là khỏi bàn cãi nha. Nên mình nhìn nó xịn từ cái dây dàn chân nha. Coi nó xịn từ cái dàn chân. Đây là cây nằm cốt chậu phải nói rất nhiều năm nó mới có cái bộ chân rễ như này. Cách chân rễ mà anh em mình thấy bây giờ này, rễ con nó ra như này. Cây me anh em biết rồi. Dạ yeah. Cây me dạ, yeah. Cây me cái dàn rễ này rất lâu lớn nha. Me khó đế quý anh chị em. Khớ khó tay. Cái cây me mà để mà cách một cái mạch cách rễ như này, nó máu như này này thì nó nằm cốt chậu nó phải nó rất là nhiều năm luôn thì cái rễ nó mới xịn như này đó. Mấy cái rễ nó xịn cực kỳ nha quý anh chị em nha. Đó, còn cái mạch cách này, mạch cách đầu này anh em mình thấy nó máu thẹo như này thì anh em mình biết là cái tuổi chậu của nó rất là nhiều năm đó. Có những cái cây mà anh em mình nhìn như thế này thôi chứ mà bé bé con như thế này, nhưng mà nó nằm trong cái một cái chậu như thế này, nó nằm chậu phải cả trên 10 năm nha quý anh chị em nha, nó mới có một cái cây xịn như thế này nha. Để mà vừa đào tạo các mạch cách rồi bắt đầu làm cái dàn tây này nuôi nó đồng thanh đồng thủ như thế này, rồi nuôi mạch cách rễ, nuôi mạch cách đầu, rồi nuôi mạch cách rễ đó, và để nó có một cái bộ khung như thế này thì nó không phải đơn giản quý chị em. Làm thì anh em nào làm được hết, nhưng mà cái thời gian vừa tìm một cái cốt cho nghiệt rồi để thời gian mà nó ra như thế này thì nó mất thời gian lâu lắm quý chị em. Nên đây cũng là một trong những cái món đồ chơi phải nói đáng để sưu tầm nha quý chị em nha. Mỗi cây bé bé con một người bê tương đối nặng, hàng cũng đáng để sưu tập vào cái bộ chơi đồ chơi của mình. Hành đế cái này là 65 nha quý anh chị em nha. 65 hành đế. Mình xin phép đo ngay chỗ cái bộ cũ này, ngay chỗ cái đoạn cực kỳ nghệ thuật, có cái độ kỳ mỹ này nha quý anh chị em nha. Là 45. 45 rất kỳ mỹ. Kỳ mỹ, kỳ thú nha quý anh chị em nha. Nhìn nó cực kỳ nghệ thuật luôn. Chiều cao của cây là 38 quý anh chị em. Cao 38. Dạ. Bộ tàn ngang của cây là 52. Tàn 52. Đang nằm ở trong một chiếc chậu chữ nhật, có cái đường kính là 34. Chậu 34. Và chiều ngang là 28. Cây gần như là đẹp hai mạch nha quý anh chị em nha. Cái bộ chân cành phải nói làm rất nghệ thuật. Me mà tuổi chậu mà cây me mà để nuôi trong chậu nuôi như thế này mà để nó như nó lên màu đỏ như thế này, nó lâu năm thâm niên cực kỳ nha quý anh chị em nha, không phải đơn giản đâu nha. Bộ chân này anh em mình thấy nó khéo, là khéo từ ở phía sau này, cái chân này nó trường tới này đó, nó trường tới nó xoay ốc một phát đó. Đây cũng vậy nè, anh em mình thấy những cái đoạn này cực kỳ về và cực kỳ xịn luôn. Yeah. Rồi, và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một tác phẩm tầm trung nữa nha quý anh chị em. Cái này hai người bê tương đối hơi nặng đó quý anh chị em. Hai người bê nặng. Dạ. Cây cốc phải nói quá già luôn quý anh chị em. Một tác phẩm quá nghệ thuật. Đúng là thiên nhiên ban tặng quý anh chị em. Quá đẹp. Quá cốc. Cái này nó cái độ nghệ thuật nó quá cao luôn quý anh chị em.
đúng là chỉ có thiên nhiên thôi. Nó đẹp mà nó đẹp một cách khó tả lắm quý anh chị, mình không đúng rồi, không có thể nào diễn tả hết được cái đẹp này được, phải cảm nhận quý anh chị mà. Độ kỳ mỹ cũng như là cái hình thù nó khó diễn tả lắm. Yeah, ghê hơn phú không? Yeah. Ui dồi ôi. Yeah. Coi thì nó đang hoa đang trái rất nhiều quý vị. Và đặc biệt là trái full luôn, full coi luôn. Rồi, anh chị mình cùng chiêm ngắm nha. Em xin phép quay một vòng để quý anh chị mình có thể cảm nhận hết cái vẻ đẹp của coi. Coi này còn nhớ đẹp tứ diện quý anh chị mà. Cái độ sâu, độ hang hốc của nó, cái guồng chạy của nó, mạch cách rồi liền lạc hết rồi nha quý anh chị nha. Cốc thì nó dễ liền mạch cách lắm. Điều cái là cái quan trọng là coi nó đạt tới cái độ già, độ xanh. Rồi đầu nó nổi ten lên, ten để yêu quý anh chị em, cái ten già nó nổi lên. Rồi bắt đầu là nó có cái độ kỳ mỹ nữa, nhìn nó cực kỳ chất. Tìm một cái coi mà chất lượng như thế này thì cũng khó quý anh chị em. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm qua thời gian sưu tầm rồi bắt đầu tạo tác quý anh chị em. Sưu tầm khá nhiều năm mới được những cái đồ chơi như thế này. Rồi em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung. Cái này nó có cái hành bề là 1m05. 1m05. Dạ. Xin phép đo cái hành thân. Hành thân cũng là cái hành cũ, cái độ gù của nó luôn nha quý anh chị nha. 68 quý anh chị. 68. Dạ. Yeah. Chiều cao của coi thì nó đây là cái chiều cao gọi là tổng thể của nó, cái tán của nó sẽ nằm ở vị trí này nha quý anh chị nha. Là 50. 50. Đó, cái tán nó sẽ nằm vị trí này. Nó đang nằm ở trong một chiếc chậu chữ nhật Trung Quốc có cái đường kính là 58. Dài 58. Dạ, yeah, chậu này là chậu hai mọc của Trung Quốc nha quý anh chị nha. Chậu xịn. Và chiều ngang của chậu là 36. Rồi anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm cốc này thì cũng nhanh tay để chúng ta sở hữu. Đây cũng là một cái món đồ phải nói cực kỳ chất chơi luôn. Mình thì mình thích cái độ độc lạ của anh chị em, đặc biệt là độ độc lạ già, yeah. Như là cái độ là khó chịu của coi, đặc biệt là cây rừng thì phải nói gần như anh em nào chơi chắc cũng cũng thích cái trường phái này của anh chị, vì nó phải có cái độ khó, coi thì nó phải cần phải có độ khó cao để mà tìm ra những cái độ khó như thế này thì bây giờ cũng không phải là dễ nha quý anh chị nha. Rồi anh chị em nào mà yêu thích cũng như là đúng gu của mình rồi thì anh em mình cứ nhanh tay để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này, mang về đội của mình như mang về vườn của mình. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước ạ. Rồi tiếp theo là một cái tác phẩm hoa giấy dáng huyền. Hoa giấy. Dạ, yeah, một cây dáng huyền thác đổ. Và đặc biệt cây này cái độ nghệ thuật nó cũng cao lắm nha quý anh chị em nha. Cây này là một cái cây vạn hoa lầu. Vạn hoa lầu. Dạ, yeah, cây này được nhà vườn mình bút lá lại còn bé lắm quý anh chị em, còn rất nhỏ thôi. Dòng này thì nó cũng xiên hoa lắm. Chuẩn bị ra nó vào hoa cũng dữ lắm quý anh chị em. Riêng cây này chuẩn bị nó vào hoa rất dữ. Coi thì anh em mình thấy cái độ nghệ thuật của nó rồi. Đó, nó giống như là một con vịt, một con thiên nga quý anh chị. Đặc biệt là cái đoạn này khi nó có một cái cành cắt nghe ra quý anh chị. Và bây giờ nó đã liền mít thẹo như thế này. Chính vì những cái đoạn này, mấy cái đoạn nói lên thời gian, giá trị này, nó liền. Đây giống như một cái đầu. Giống như một cái đầu thiên nga. Chỗ này là nó cắn một cái viên đá cùi. Kiếm một viên đá cùi,
Cái này thì lúc tạo tác anh em chắc người ta đưa vào quý anh chị em để thêm cái phần sinh động, giống như cái lưỡi á. Dạ. Kéo hơn. Đặc biệt cái đồ gãy, cái con huyền này, cái đồ gãy của nó xuống rất là nghệ thuật. Nó có cái độ gọi là nhìn nó có cái độ chuyển động nha quý anh chị em nha. Tất cả các cái bông tác tán được gọi là bách, được bài trí, sắp xếp bố cục nó cũng rất là chặt chẽ, tàn. Đặc biệt nó có một cái cành rơi, một cành rơi xuống nó buông xuống rất là tự nhiên nha. Không gian ở chỗ này nó buông một cành rơi xuống rất là tự nhiên, nhìn nó có cái độ mềm mà nó cũng có cái độ cứng, độ mềm, nhìn nó rất hay nha quý chị em nha. Cái này là một cái cây hoa giấy, phải nói nghệ thuật đó. Anh em nào mà chơi mà cái vườn của mình mà mảng xanh hơi nhiều, chúng ta có thể, cũng có thể đưa một cái tác phẩm hoa vào để cho nó tăng thêm cái phần sinh động của ngôi vườn mình nha. Rồi em xin phép quay một vòng để quý anh chị mình tiện hình dung là tổng thể coi mạch xeo cũng rất nghệ nha quý anh chị nha. Rồi nhờ anh Phú đi vào cái mạch xeo phát cây cũng tương đối gọi là gần như là tay cành còn như là chuẩn là nha quý anh chị nha. Đó, ở phía xeo của nó nhìn rất nạt nha, rất ghét sâu co, đặc biệt là có cái độ buông nhẹ rất đẹp. Rồi anh em mình có thể ngắm tổng thể cả hai mạch nha, cây nó có mềm có cứng nhìn rất sướng nha quý vị nha. Rồi anh em mình cùng chiêm ngắm tổng thể cái tác phẩm. Rồi, em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung cũng như dễ giao lưu hơn nha quý anh chị em nha. Mình cũng chọn cho một chiếc chậu khá là hợp với cây rồi. Cây này nó vào hòa phát là nó nổi, rất nổi nha quý anh chị em nha. Nó nền trắng, rất nổi cây. Hành đế là 56 hành đế. Em xin phép đo cái cũ, vị trí này cũng là vị trí to nhất của cái cây nha, là 40 cái hành cũ này. À, chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 50 quý anh chị em, cao 50. Dạ, tàn đổ mình đo đường thẳng nha quý anh chị em nha, là 1m05. Dạ, là mình đo đường thẳng nha quý anh chị em nha. Đang nằm ở trong một cái thống vuông hàng Trung Quốc men rạng, đồ đắp tay nha quý anh chị em nha. Hàng này cực cao cấp luôn, có đường kính là 27 vuông. Dạ, chậu thì được đắp nổi hết toàn bộ, đắp hoa bên mạch, đắp hoa phù dung, một mạch là đắp quả đào rất đẹp, hai bên đây là đắp hai con bướm. Rồi anh chị em nào yêu thích thì cũng nhanh tay để đưa cái tác phẩm hoa giấy này về vườn của mình. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn có ship hàng toàn quốc. Anh chị em nào yêu thích những cái tác phẩm nào của nhà vườn thì cũng nhanh tay để chúng ta kết bạn Zalo. Số điện thoại của mình là số Zalo của mình cũng là số điện thoại được ghim trên màn hình nha quý anh chị em nha. Yêu tác phẩm nào thì chụp lại màn hình và gửi qua cho em. Rồi cũng xin chân thành cảm ơn anh Thanh Phú đã tạo điều kiện cho nhà vườn ship lại gần nhau hơn đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước, và cũng kính chúc cho anh cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh, chúc cho tất cả quý anh chị em mình sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn nhiệt huyết với tình yêu bonsai, đặc biệt là để sưu tầm cũng như là sở hữu cho mình những cái tác phẩm bonsai đẹp, những tác phẩm bonsai ưng ý, mang về chúng ta trưng bày cũng như là cho ngôi vườn của mình cũng như ngôi nhà của mình ngày càng đẹp và sinh động hơn. Và thời lượng cuốn video của tuần này cũng tương đối là khá dài rồi quý anh chị em. Nhà vườn cũng xin phép dừng cuốn video tại đây. Và cũng hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em mình trong cuốn video tiếp theo. Nhà vườn sẽ giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình những cái tác phẩm đẹp, những cái tác phẩm gọi là được trau chuốt đến tất cả quý anh chị em mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em mình trong cuốn video tiếp theo ạ. Rồi, chào em. Rồi, và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định.
Thành Phú xin phép để dừng cuốn video này lại. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý với tác phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình để giao lưu bonsai quý vị. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ quý vị. Hẹn lại quý vị cùng anh chị em những cuốn video cũng như những tập tiếp theo từ các nhà vườn để giao lưu bonsai. Rồi, Thanh Phú xin chào.